Phu quân. Phu nhân. Đêm đã khuya rồi, sao chàng không vào chợp mắt mà còn ra ngồi đây? Phu nhân, làm sao ta ngủ được? Việc nước, việc quân, bao nhiêu thứ phải lo. Chàng ơi, những chiến công của chàng đã khiến cho giặc Pháp khiếp sợ, nhất là sau trận đốt cháy tiểu hạm Hy Vọng và tiêu diệt nhiều binh lính trên vàm Nhật Tảo. Ta nhớ chứ, chính vì vậy mà bọn Lãng Xa mới đưa quân chiếm Vĩnh Long, tiếp đó là tỉnh An Giang rồi Hà Tiên. Ta nhanh chóng đưa nghĩa quân về Hòn Chống xây dựng căn cứ. Và rồi chàng đã cùng với nghĩa quân bao vây tấn công đồn Kiên Giang, tiêu diệt toàn bộ giặc Pháp và Tây Sai. Trận đó chàng và nghĩa quân đã tiến đánh bất ngờ, khiến cho kẻ thù trở tay không kịp. Sau những chiến công gian dội của nghĩa quân, giặc Pháp điên cuồng chi tìm ta. Ai bắt được Nguyễn Trung Trực sẽ được phong quan và được 500 đồng tiền thưởng. Làm sao mà chúng nó có thể bắt được chàng cơ chứ, khi mà nhân dân ai cũng yêu mến và chở che cho chàng. Để bảo tồn lực lượng, ta tạm thời đưa quân về Phú Quốc. Có những đêm nằm nghe sóng biển vỗ về, ta chợt nhớ lời của mẹ. Mẹ ơi, ngày con lên đường mẹ còn đáng đau ốm, con không nỡ rời xa, nên con nói với anh em, thời cơ chưa đến, ta còn chăm sóc mẹ già. Nhưng mẹ lại bảo con rằng, là thân trai lấy chữ trung hiếu làm đầu, hãy yên lòng lo tròn nghĩa, mẹ già con chết cũng vui. Mẹ ơi, nói sao hết công ơn trời biển của mẹ. Em rất hiểu tấm lòng của mẹ, đâu nỡ để chàng hổ thẹn với non sông. Nhưng mấy hôm nay ruột gan ta cứ cồn cào, ta lo cho mẹ tuổi cao sức yếu, không biết nơi quê nhà mẹ bây giờ ra sao. Xin chàng đừng quá lo lắng, bà con xóm giềng sẽ chăm sóc cho mẹ mà. Bao 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 kìa, lắm đệ, đệ đi dò thám trong đất liền, sao lại về giữa đêm khuya? Ta rõ ngay chắc có chuyện gì hệ trọng. Thưa chú huynh, nhận lệnh của chú huynh, đệ cùng hai nghĩa binh giả trang vào đất liền thì biết được rằng quân Pháp đang huy động tàu chiến cùng 100 lính Ba Tà hòng tiêu diệt nghĩa quân. Từ lâu ta cũng đã nghĩ đến việc này. Điều quan trọng là anh em nghĩa quân của chúng ta phải bảo vệ được tính mạng của bà con trên đảo, dù chúng ta có phải hy sinh. Chàng ơi, em sẽ cầm một cánh quân ra phía bờ Tây dụ địch, như vậy ngư dân trên đảo sẽ tránh được nhiều thiệt hại. Lần này giặc Pháp dồn hết lực lượng tấn công ta, với một dân tộc không hề run sợ trước mọi kẻ thù xâm lược, ta và anh em nghĩa quân sẽ đánh một trận cho chúng biết thế nào là trai hùng đất Việt. Thời toàn dân trong Pháp Nguyễn Trung Trực yên thương tranh đấu, nhiều lần đi chiến công cùng nghĩa quân tung hoành ngang dọc. Nhìn quê nhà trong cơn hiểm nguy, nhìn dân Việt miên man đớn đau, mau trong tim nóng dâng cao, quyết ra tay dẹp lũ gian tham.
kỹ gọi mà có thể gây tổ thất đi đại pháp của ta như vậy. Thưa ngài sĩ quan, Nguyễn Trung Trực quá là thao lược, tài trí hơn người, nên đã bao nhiêu trận rồi mà ta vẫn chưa bắt được hắn. Ra trận đánh lớn bao vây Phú Quốc, sĩ quan Rivière này ra tay, nhất định ta sẽ bắt Nguyễn Trung Trực quỷ hàng đại pháp. Tất nhiên rồi thưa ngài sĩ quan, đại quân chúng ta vũ khí hùng mạnh, tàu chiến hiện đại, và ngài sĩ quan đây tuổi trẻ tài cao. Làm sao mà không chiến thắng ba cái lũ giặc cỏ đó chứ. Nhưng thưa ngài, việc gì? Chúng ta đã liên tục tấn công quanh đảo mấy ngày nay rồi, nhưng xem ra Nguyễn Trung Trực cùng cái đám nghĩa quân đi gọi của hắn vẫn không chịu khuất phục. Không khuất phục mà được à? Ta biết Nguyễn Trung Trực rất là thương yêu nhân dân của hắn, vì vậy nhà ngươi hãy đem tất cả người dân bị bắt đến đây cho ta. Đó, tụi bay đưa tất cả người dân bị bắt ra đây. Mau quy hàng đại pháp, nếu ngươi nhất định không chịu buông súng đầu hàng thì mỗi ngày ta sẽ xử hình ba người dân ở đây. Đồ hèn mọn, bỏ dũng khí thì tấn công vào đây giết ta đi. Ta và anh em nghĩa quân sẽ không bao giờ đầu hàng trước quân cướp nước. Chúng tôi không sợ chết, xin ngài hãy vững lòng chiến đấu. Chiến đấu hả mày? Chiến đấu à? Chiến đấu à? Chiến đấu à? Nhân dân chúng tôi sẵn sàng hy sinh viên ơi. Sẵn sàng hy sinh viên ơi. Giỏi lắm, lính đâu? Dạ. Giết chúng cho ta. Dạ. Không, không được giết người dân vô tội. Bà con ơi, hãy tha lỗi cho trận này đã không bảo vệ được bà con. Không, ngài không có lỗi gì cả, ngài đang chiến đấu vì dân, vì nước đó thôi. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì ngài. Nhân dân chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì ngài. Hy sinh. Dồn da bọc xương và hy sinh. Cấm ngay. Thưa ngài sĩ quan, tinh thần bất khuất của người dân nước Việt, của Nguyễn Trung Trực như vậy, làm sao chúng ta có thể chiến thắng được? Nguyễn Trung Trực cũng chỉ là con người bình thường, hẳn chắc chắn là có nhược điểm. Nhà ngươi đã tìm hiểu về nghĩa quân đã lâu, ngươi có thấy nhược điểm nào ở Nguyễn Trung Trực? Thưa ngài sĩ quan, Nguyễn Trung Trực ngồi tại cầm quân thao lược, hắn lại hay giả trang xông vào đánh quân ta một cách bất ngờ, không kịp trở tay. Tôi còn nghe nói Nguyễn Trung Trực rất là có hiếu với mẹ, lại hay chăm sóc mẹ già lúc ốm đau bệnh tật, nên hắn được nhân dân ca ngợi là anh hùng trung hiếu. Anh hùng trung hiếu à? Hay lắm. Ngươi còn chần chừ gì nữa? Mau đi bắt mẹ Nguyễn Trung Trực về đây cho ta. Ý của ngài là? Ý của ta là bắt bà ta đi làm công tiên, hiểu chưa? Đi ngay đi. Dạ. Bay. Đưa tất cả người dân. Bỏ. Xem. Phen này Nguyễn Trung Trực nhà ngươi có chịu khuất phục đại pháp của ta hay không ngươi chứ? Ha 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 ha
thưa sư huynh, hàng ngũ của nghĩa quân ta vô cùng vững vàng, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công quân Pháp, chúng không làm gì được ta. Nhưng chúng đã xoay sang giết bà con trên đảo. Một lũ đế hèn, chúng làm vậy để bắt anh em chúng ta phải quy hàng. Ta thề sẽ mày gớm này thật bén để giết lũ lang xa, trả thù cho đồng bào ngã xuống. Nhưng quân Pháp cũng nói rằng nếu nghĩa quân không quy hàng, chúng sẽ không ngừng ra tay giết hại đồng bào trên đảo. Lòng ta đau như ai sẽ hết ruột gan. Hay là anh em nghĩa quân hãy rút vào hết trong đất liền, chúng chỉ cần cái đầu của Nguyễn Trung Trực này thôi. Phụ quân, sư huynh, lẽ nào sư huynh phải hy sinh thật sao? Nếu sự hy sinh của ta để cho đồng bào mình được sống bình yên thì tháng này có xả gì kia chứ. Nếu sư huynh đã quyết như vậy thì đệ sẽ chết cùng sư huynh. Em cũng vậy. Phụ quân, em quyết hy sinh cùng chàng. Mày đưa bọn tao đây mày. Đây, nhà đây. Ôi Nguyễn Trung Trực, ngươi hãy nhìn xem ai đây. Mẹ của ngươi cũng gan lắm đấy. Mấy hôm nay ta tra khảo rồi đánh đập để bắt bà ta kêu gọi ngươi đầu hàng, vậy mà bà nhất quyết không chịu, cho nên mới thân tàn mà dại như thế này đây. Mẹ ơi, con là một đứa con bất hiếu, xin mẹ hãy tha thứ cho con đã để kẻ thù đánh đập khảo cha. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Không, con không hề bất hiếu, mà con là một đứa con trung hiếu. Mẹ bị đánh đập chỉ là ở ngoài thể xác, nhưng trong lòng mẹ vẫn luôn hiên ngang kiêu hãnh vì có một đứa con công minh chính trực. Mẹ cấm con không được quỳ gối dưới chân của kẻ thù. Kiêu mà đến đâu dạ tra khảo bà ta mạnh hơn cho ta. Dạ mày dừng ta lại ngay. Quân không kịp, hãy thả đồng bào vô tội ta ra, hãy thả mẹ ta ra. Trời con, tướng quân, nhà ngươi đã chịu đầu hàng rồi sao? Mẹ ơi, hai nhân của con một lại này. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Kiếp sau con nguyện được làm con của mẹ để báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục. Mẹ thương ơi,
ngày xin tạ tội với nhân dân. Sứ mạng của một nghĩa quân dẹp tan bề lũ cướp nước vẫn chưa tròn, xin hãy tha thứ cho dân. Hãy bắt ta đi. Nguyễn Trung Trực, người quả là một anh hùng dân tộc, là một cực con hiếu thảo. Ta thật sự không phục nhà ngươi. Vì thế nước Đại Pháp của ta sẽ mở lòng với một hào kiệt như ngươi. Nếu ngươi chịu quy thuận về với ta thôi thì Đại Pháp sẽ ban những ngươi quyền cao chức lớn, sẽ cung cấp cho ngươi một cuộc sống giàu sang. Chỉ cần ngươi chịu trung thành với Đại Pháp của ta thì ngươi sẽ có tất cả. Ngươi thấy sao? Ta chỉ cần một chức thôi. Chức gì? Nói. Chức gì có quyền chặt đầu hết bọn tay xâm lược. Khốn kiếp, ta sẽ tiêu diệt hết lũ giặc cỏ chúng mày. Ta cũng nói cho mi biết, khi nào các ngươi nhổ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đánh Tây. Đánh đâu? Dạ chém đầu Nguyễn Trung Trực.